Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 2 tháng 7 mình có video là hướng dẫn các bạn nhận 100.000 token pin wallet mạng Binance Smart Chain. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn vào điền form để rút token các bạn. Thì để rút được token thì các bạn mở cái link form dưới phần link mô tả của mình đây bạn. Các bạn dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tất cả bạn vào các bạn. What's your username Telegram thì bạn mở bot của tất cả các bạn ra nè. Các bạn chat bot trên Telegram nào thì các bạn vào setting nè. Các bạn copy username nó các bạn. Từ đây nè. Cộng anh 562. Tiếp tục thì các bạn gọi là địa chỉ Binance Smart Chain S20 trước khi các bạn đã khai báo trên dự án các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Email. Rồi bấm gửi các bạn. Ok, vậy là xong rồi các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút token pin wallet đến đây em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.